Tết này anh em về quê mà muốn sang chảnh như các chủ tịch thì chọn ngay cho mình Samsung Galaxy Z Fold 4. Và mức giá của em máy này tại thời điểm mình lên video cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Chi tiết thì mời các bạn cùng mình bắt đầu để tìm hiểu. Và mình là Công tới từ Review OS. Ở đầu video mình đã nói rằng là Z Fold 4 rẻ hơn. Vậy thì rẻ hơn là bao nhiêu? Cụ thể mình tham khảo ở bên Di Động Việt thì Samsung Galaxy Z Fold 4 phiên bản Lightning 256GB đang có mức giá khoảng 28 triệu đồng. Một mức giá rất là ngon để anh em sở hữu và sang chảnh như một chủ tịch luôn. Vậy thì khi chúng ta sở hữu Z Fold 4, các bạn sẽ được gì và mất gì? Nào hãy cùng mình bắt đầu chia sẻ từ từ. Đầu tiên là về mặt thiết kế thì Z Fold 4 sẽ có một thiết kế nhìn có phần vuông vức hơn, nam tính hơn và tất nhiên là cầm trên tay trông nó vẫn cứ là sang anh em ạ. Dòng Z Fold sẽ mang lại một cảm giác gì đó rất khác biệt so với smartphone khác ở trên thị trường. Nếu như mà trong tầm giá 30 triệu đồng có thể các bạn sẽ nghĩ tới iPhone 14 Pro Max, nhưng các bạn thử nhìn xem là cái máy nào sẽ tạo sự khác biệt cho bạn nhiều hơn. Tất nhiên là Samsung Galaxy Z Fold 4. Cái cảm giác mà chúng ta gập chiếc máy này lại hay là mở chiếc máy nó ra ở những nơi đông người thực sự rất là khác biệt. Khi bạn gấp lại thế này, bạn vẫn có thể thao tác sử dụng và làm việc cơ bản được. Còn khi bạn cần một màn hình lớn hơn, linh hoạt hơn để các bạn làm những tác vụ chuyên biệt, có thể các bạn sẽ mở máy ra. Hoặc chỉ đơn giản là chúng ta mở máy ra trông cho nó sang thôi. Giữa quán cà phê bạn bật tạch tạch cái bật lửa nó còn sang thì nói gì việc bạn gập mở cả một chiếc máy thế này. Và đây cũng là cái lý do chính mà mình nói rằng Samsung Galaxy Z Fold 4 sẽ khiến các bạn trở thành một chủ tịch trong mắt mọi người. Nói về độ cứng cáp và chắc chắn của Z Fold 4 thì tới thời điểm này máy đã ra mắt được một thời gian rồi, nhưng mình thấy khá là ít những phản hồi tiêu cực của anh em về việc chiếc máy này bị hỏng màn hình ở bên trong hay là bên ngoài, và thiết kế của máy cũng khá là bền. Với cái phần bản lề của máy thì năm nay Samsung có nói rằng là họ nâng cấp để bản lề này bền hơn, mở ra mở vào được nhiều hơn, nhưng vẫn đảm bảo về mặt độ nhẹ cho chiếc Fold của chúng ta. Nói về mặt thông số một chút thì Z Fold 4 sẽ nặng 263g và điểm đặc biệt là em này vẫn được trang bị khả năng kháng nước IPX8. Với khả năng kháng nước này, cho dù các bạn có nhúng máy vào bên trong nước đi nữa, chúng ta lấy lên vẫn sử dụng bình thường. Nhưng mà lưu ý cho mình là Z Fold 4 chỉ có thiết kế để kháng nước mà thôi, không kháng được bụi. Có nghĩa là với chiếc máy này các bạn không nên mang dẫn nơi nhiều bụi như là công trường hay là các bạn ra biển, vì những nơi này có bụi có cát rất có thể sẽ lọt vào bên trong và phá hỏng linh kiện bên trong. Cái đầu tiên nó phá sẽ là phần bản lề của bạn, và cái tiếp theo nó phá trực tiếp sẽ là phần màn hình dẻo ở bên trong. Tuy nhiên thì ở trên chiếc máy này có một điểm mình hơi tiếc, đó chính là phần vân tay vẫn chỉ là nút nguồn và đặt ở cạnh bên mà thôi. Nếu như mà Samsung làm được vân tay ở trong màn hình phía mặt trước chẳng hạn thì mình tin rằng sẽ cải tiến hơn rất là nhiều. Còn bây giờ tới phần màn hình nhá, thì chúng ta sẽ có một màn hình ngoài với kích thước là 6,2 inch và một màn hình trong với kích thước lớn hơn là 7,6 inch. Và trong quá trình sử dụng thực tế thì mình thích sử dụng màn hình ở phía trong hơn, bởi vì nó to, nó hiển thị được nhiều thứ. Và theo như mình thấy, đến thời điểm này Samsung vẫn là hãng duy nhất có thể chia được một lúc 3 ứng dụng ở bên trong màn hình trong để các bạn dễ dàng đa nhiệm và làm việc. Cho dù các bạn là người đa nhiệm tới mức nào thì mình tin rằng 3 ứng dụng cũng là quá thoải mái rồi. Và nói về độ đẹp của hai màn hình này thì đây là do Samsung làm nên không phải chê nữa anh em. Thực sự là Samsung đã đi trước khá là nhiều trong công nghệ làm màn hình cũng như là màn hình gập, nên tới thời điểm này chúng ta thừa hưởng những thứ tốt nhất ở trên Z Fold 4. Tuy nhiên thì vẫn có điểm để chê. Đối với cái màn hình ngoài thì điểm chê đó là phần chiều ngang của chúng ta nó hơi hẹp, nên là với những ai ngón tay quá to thì việc thao tác nhắn tin ở trên cái màn hình ngoài là điều gì đó hơi khó khăn. Với mình là một người ngón tay nhỏ thế này mà khi nhắn tin mình còn phải bấm cố gắng lắm mới được. Chứ còn nếu như mình mà bấm quá nhanh hay là đôi khi mình cũng bị chạm nhầm cảm ứng. Còn với màn hình trong của chúng ta thì nhược điểm sẽ có hai thứ. Thứ nhất là cái phần camera ẩn của chúng ta trông nó vẫn chưa thực sự ẩn lắm. Nếu như bạn nào nhìn kỹ vào đó, các bạn vẫn nhận ra rằng đây là cái camera ẩn ở dưới màn hình. Và cho dù chúng ta có phủ điểm ảnh lên thì điểm ảnh vẫn hơi thưa. Cái thứ hai là màn hình này nó vẫn có thể để lại dấu hằn ở trên màn hình nếu như các bạn cố tình lấy móng tay nhấn thật mạnh vào nó. Và tất nhiên là với chiếc máy này, anh em phải nâng niu, phải nhẹ nhàng và tránh xa mấy đứa trẻ con tinh nghịch ra các bạn nha. Tiếp theo là tới phần cấu hình được trang bị cho máy, thì các bạn sẽ có con chip là Snapdragon 8 Plus Gen 1, con chip mạnh nhất tại thời điểm chiếc máy này ra mắt, nên tất nhiên là cấu hình em nó không phải bàn, nó mạnh mẽ và đủ sức đáp ứng cho dù các bạn chơi bất kỳ tựa game gì, Genshin Impact cũng không phải ngán luôn. Còn về RAM và ROM thì với cái máy mình cầm ở đây sẽ là 12GB RAM và có thể mở rộng thêm 8GB nữa, như vậy tổng cộng chúng ta có tới 20GB RAM để các bạn đa nhiệm cực kỳ thoải mái. Còn về bộ nhớ trong thì các bạn sẽ có nhiều tùy chọn, nhưng bản mình cầm ở đây là 256GB và cá nhân mình thấy rằng 256 là khá đủ để lưu trữ rồi. Những chủ tịch nào muốn lưu trữ nhiều hơn có thể lựa chọn bản 512 nhá.
Và bây giờ là tới phần camera. Nếu như các bạn định sử dụng camera selfie ở trên máy thì mình vẫn khuyên các bạn nên sử dụng camera selfie ở phía bên ngoài này, bởi vì chất lượng của nó tốt hơn. Khi mà nhìn hình ảnh, mình cảm thấy mọi thứ rõ ràng và sắc nét hơn. Độ phân giải của camera này sẽ là 10 megapixel. Còn đối với lại camera ẩn ở trong màn hình sẽ có độ phân giải là 4 megapixel. Camera này thì khi các bạn mới chụp trông nó sẽ hơi mờ mờ một tí, nhưng sau khi chụp xong thuật toán sẽ xử lý lại để trông mọi thứ sắc nét hơn. Tuy nhiên là cá nhân mình vẫn chưa hài lòng lắm với chất lượng của camera này, và đặc biệt là trong điều kiện ngược sáng thì camera ở trong màn hình tỏ ra chưa ổn lắm anh em ạ. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cứu cánh, đó chính là tính năng selfie bằng camera sau. Các bạn chỉ cần chạm một nút thôi, ngay lập tức màn hình sẽ hiển thị toàn bộ những gì camera đang nhìn được, và từ đó bạn dễ dàng selfie bằng camera sau. Chất lượng thì phải gọi là cực kỳ cao luôn. Còn nếu như chúng ta nói về việc là camera ở trên Z Fold 4 có ngon hơn Z Fold 3 không thì chắc chắn là có ngon hơn rồi. Khả năng chụp đêm được cải thiện, hình ảnh mọi thứ cho ra đều tốt hơn. Nếu như các bạn tìm một chiếc camera thực sự xuất sắc thì có thể đó không phải là Z Fold 4, nhưng mà chất lượng hình ảnh cho ra từ chiếc máy này thì mình cảm thấy khá là hài lòng. Điểm qua thông số camera sau một chút nhá. Các bạn sẽ có camera chính là 50 megapixel, camera tele là 10 megapixel, hỗ trợ zoom quang 3x, và cuối cùng là camera góc siêu rộng 12 megapixel. Với cái chất lượng ảnh chụp ra từ máy thì như mình đã nói là mình cảm thấy hài lòng hơn rồi, và hài lòng hơn nhiều so với việc chụp ra từ Z Fold 3. Thêm nữa là khả năng zoom 3x thì những ai mà thích hóng hớt chuyện ở xa thì vẫn có thể là học được nhá. Và phần cuối cùng ở trong video đó chính là về viên pin, thì các bạn có viên pin với dung lượng lớn hơn thế hệ cũ là 4400 mAh. Còn về khả năng sạc của máy thì nếu như sạc có dây sẽ là 25W và sạc không dây sẽ là 15W. Về công nghệ sạc của chúng ta thì chưa được nâng cấp, nhưng mà viên pin được nâng lên dung lượng lớn hơn, và chính vì vậy thời lượng sử dụng pin của mình cũng tốt hơn. Với chiếc máy này, nếu như mà hôm nào mình chỉ làm tác vụ công việc thường ngày và gần như mình không chơi game thì nó vẫn có thể đáp ứng được cho mình trong vòng một ngày. Nhưng mà trong trường hợp các bạn cần sử dụng máy nhiều hơn, dùng 4G nhiều hơn và có thể là có thêm chơi game thì chúng ta sẽ cần phải sạc lại máy ở trong ngày. Có nghĩa là các bạn dùng được tầm khoảng 6 giờ chiều, 5 giờ chiều gì đó thì các bạn sẽ cần sạc pin cho máy. Nhưng mà thôi, dù sao thì Z Fold 4 mình cũng đánh giá cao nhất, đó chính là về khả năng đa nhiệm cùng với công việc, cũng như là các bạn sẽ có một kiểu dáng trông rất là khác biệt so với smartphone khác, để khi các bạn chỉ cần cầm lên thôi là nhìn biết ngay, à đây là một doanh nhân rồi, đây là một người rất là vì công việc chứ không phải là một game thủ hay cái gì đó này kia. Còn nói về độ bền hay là tối ưu trải nghiệm thì đến thời điểm này mình cái Samsung đã làm khá là tốt rồi. Anh em cũng không cần phải quá quan tâm nhiều đến việc tối ưu trải nghiệm nữa. Ngày xưa chúng ta còn phải lo, chứ còn bây giờ các hãng đều rất là cố gắng trong việc này. Và nói đâu xa xôi, Z Fold 4 mình cầm ở trên tay đây, mọi thứ vẫn còn cực kỳ mượt mà, ra mắt từ đầu năm tới tận bây giờ, cộng với con 8 Plus Gen 1 nữa thì làm sao mà đơ được. Tới đây thì Công sẽ kết thúc video, và các bạn thấy sao về chiếc smartphone này? Có đúng là chiếc smartphone dành cho các chủ tịch hay không thì nhớ để phần bình luận cho mình cùng biết nhé. Cũng như là bạn nào định mua thì đường link của Di Động Việt mình sẽ để ở phần mô tả để các bạn tiện tham khảo. Còn bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.